Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 hôm nay 14 tháng 6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương với 454 đại biểu quốc hội tán thành, chiếm tỷ lệ 91,16%, quốc hội 15 đã biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động. Luật quy định vị trí của cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang thuộc công an nhân dân, với chức năng là lực lượng nồng cốt thực hiện biện pháp vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đây là chức năng đặc thù của cảnh sát cơ động so với các lực lượng trong công an nhân dân. Cảnh sát cơ động có quyền ngăn chặn vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trực tiếp tấn công đe dọa tấn công hoặc xâm phạm mục tiêu bảo vệ của cảnh sát cơ động trong phạm vi khu vực cấm theo quy định của thủ tướng chính phủ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính huy động người phương tiện thiết bị dân sự của cơ quan tổ chức cá nhân tại việt nam yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp sơ đồ thiết kế của công trình trụ sở nhà ở phương tiện, trừ công trình quốc phòng, khu quân sự, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Được vào trụ sở cơ quan tổ chức, chỗ ở của cá nhân theo quy định tại điều 13 của luật để chống khủng bố, giải cứu con tin.